Hello, hello, chào mọi người, mình là Cóc đây. Lâu rồi không có gặp lại mọi người ha. Mình mới vừa đi camping với bạn bè ở Bà Rịa Vũng Tàu tuần vừa rồi. Và hôm nay thì tranh thủ thời gian, mình làm một cái video hướng dẫn ngắn cho bạn một cái mẹo nhỏ trong DaVinci Resolve. Ở bài này thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để mà backup và restore cái project trong DaVinci Resolve. Backup, restore là cái gì ha? Thì mình cái trường hợp đơn giản là như thế này. Ví dụ như là bạn đang làm ở trên cái máy tính này á, xong rồi bạn muốn copy cái file những cái project bạn đang làm á qua máy tính khác để mà bạn làm tiếp, hoặc là bạn giao cho người khác làm tiếp ở một cái máy khác. Đó, thì cái công đoạn này gọi là backup project và restore project. Đó. Thì đi cụ thể như thế nào thì intro xíu ra. Chưa được ta. Intro. Mẹ nói chứ. Intro coi. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ vào cái giai đoạn 1 là backup ha. Có hai cái bạn cần phải backup. Cái thứ nhất là những cái file footage. Đây, bên này. Tức là những cái file, ví dụ như là file video của bạn quay nè, rồi file nhạc, file hình này nọ. Đó. Và cái thứ hai cần backup đó là những cái setting trong cái project của bạn, những cái bạn chỉnh á, ví dụ như là bạn chèn vào text nè, bạn cắt đoạn này đoạn kia, rồi bạn chèn hiển chuyển cảnh này nọ. Đó, đó là những cái setting mà bạn cần phải backup luôn. Đó, có hai cái ha. Thì đầu tiên là backup cái file footage. Đây, thì bạn những cái file mà audio video hình này nọ nó nằm ở đâu trên máy tính của bạn thì bạn copy ra. Ở đây thì mình copy nó vào đây hết rồi nè. Đây, đây là ba cái file mà footage đây, cái file audio nè, cái file video nè, và đây là cái file hình này, thấy không? Mình backup, mình copy vô một cái folder cho nó dễ quản lý. Rồi, bây giờ là tới backup cái project, những cái setting project nha. Thì bạn vào cái icon mà hình ngôi nhà nè, thấy không? Bấm vào đó, nó sẽ hiện lên danh sách những cái project của bạn. Để bạn chọn cái project cần backup đây, chuột phải rồi chọn export project, bấm chọn nơi cần save. Ví dụ như là mình sẽ save ở đây, đặt tên cho nó là vậy, demo backup restore project. Rồi, cái đuôi của nó là cái đuôi DRP ha, tức là DaVinci Pro, DaVinci Resolve project. Ok, bấm save. Rồi bạn quay lại chỗ này bạn coi, ở đây sẽ có cái file này là file setting của project và những cái file footage. Đó, thì bạn làm gì với những cái file này? Thì ví dụ như là bạn cần copy cái project này đem qua cái máy khác để mà bạn tiếp tục cái công việc của bạn á, thì bạn copy cái này nè với lại những file footage. Bạn ví dụ bạn copy vào USB chẳng hạn, hoặc là bạn upload lên Google Drive hay là upload lên đâu đó, rồi bạn qua máy kia bạn copy ra. Đó là xong. Như vậy là xong cái phần mà backup rồi ha. Rồi, bây giờ tới phần mà restore ha. Thì mình giả bộ như là mình đã copy những cái file footage, rồi cái file mà setting á, file nè, .drp nè, mình đã copy nó qua một cái máy khác rồi ha. Bây giờ mình sẽ khôi phục lại cái project đó nha. Đầu tiên thì bạn mở cái DaVinci Resolve lên. Đó, tới khúc này, tới cái cửa sổ mà chọn project á, bạn chuột phải vô đây, rồi chọn import project. Bấm kiếm cái nơi mà bạn copy ra, thì mình copy nó. Ví dụ đây là cái máy khác rồi đó, mình copy nó ra đây, thấy không? Cái file này đây, bạn open nó. Đây, nó ra cái project này đây. Mở nó lên. Lúc này á, những cái file footage của bạn nó sẽ không có được tìm thấy ha. À, nó mới chỉ có restore được những setting thôi. Đó là những cái, ví dụ là cái text này nè. Rồi rồi những cái hiệu ứng chuyển cảnh này nọ đó. Ở đây bạn sẽ thấy nó bị lỗi media offline, thấy không? Và ở đây bạn cần phải relink, tức là cho nó tìm lại được những cái đường dẫn chính xác cho những cái file footage này. Thì bạn ở chỗ mà media pool này nè, đây bạn chuột phải và bạn chọn relink clip for bin. Xong rồi bạn đưa tới cái thư mục mà những cái file footage mà bạn chép ra. Đây, nó nằm ở đây nè. Nè, coi nè,
Đó, nó sẽ nằm ở đây trong cái máy mình đây. Cái này là mình ví dụ minh họa, tức là cái phần này á, những cái folder này nè, mình đã chép vào cái máy khác rồi nha. Đó, ở đây. Rồi, quay lại cái DaVinci Resolve thì bạn chọn select folder ở đây, tức là cái folder mà chứa những file footage á. Ở đây thì bạn không có thấy cái file nào hết, tại vì nó đang chọn folder ha, chứ không phải là nó show file. Đó, bạn chọn đúng đường dẫn nha. Rồi, bạn select folder. Nó sẽ search ra những cái file footage đúng của nó. Và đây, cái project đã được backup và restore thành công. Thấy không? Nó fly lại ok, giống như này nè. Thấy không? Đó, nó hết bị lỗi media offline. Và lúc này thì bạn tiếp tục công việc của bạn y chang như bạn làm trên cái máy trước á. Đó, vậy là xong cái phần backup và restore project trên DaVinci Resolve. Ok ha. Rồi, vậy là xong cái bài hướng dẫn backup và restore project trong DaVinci Resolve ha. Thật ra thì còn những cách khác để backup restore nữa. Ví dụ như là backup restore nguyên cái database, hoặc là ở những cái dự án lớn á, nhiều người lập chung á, thì họ có những cách khác để mà có thể mỗi người làm một phần, rồi những cái máy tính đó connect vô một cái server riêng ha. Nhưng mà cái đó là khi mà cái dự án lớn thiệt lớn đi. Còn với những cái người dùng cá nhân như mình á, thì chỉ cần biết cái cách backup restore bằng cái cách này là được rồi ha. Đó, rồi bài hướng dẫn đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu mà bạn có thắc mắc hay là có góp ý gì á, thì nhớ để lại comment bên dưới với mình ha. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và subscribe ủng hộ Chân Đất Channel nha. Bye bye and good luck.